Xin được kính chào quý bà con, quý cô bác anh chị các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là thứ sáu ngày 13 tháng 1 năm 2023, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình giống đất Thái hôm nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên cho quý bà con, quý cô bác anh chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giống đất thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác, quý anh chị nào có xem kênh có quan tâm đến giống đất hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì tình hình giống đất hôm nay thì giá giảm mạnh so với ngày hôm qua nha quý bà con. Trong 1-2 ngày trở lại đây thì giống đất đang có chiều hướng đang giảm khá là mạnh. Tình hình giống đất sáng hôm nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì đầu tiên là ở khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang thì mít kem nhất là 18, kem gớt lớn là 13, kem nhì là 7 và mít kem gớt nhỏ là 5.000. Mít chợ hiện nay khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ thì thương lái đang mua với cái đồng từ 3.000 đến 4.000. Còn ở khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An thì mít kem nhất dao động từ 18 đến 19, kem gớt lớn là 14, kem nhì là 8 và mít kem gớt nhỏ là 5.000. Cái mít chợ hiện nay ở khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An thì thương lái cũng đang mua với giá đồng từ 3.000 đến 4.000. Còn ở khu vực Tiền Giang, hiện nay thì mít kem nhất dao động từ 19 đến 20, kem gớt lớn là 15, kem nhì là 10 và mít kem gớt nhỏ là 6.000. Mít chợ hiện nay ở khu vực Tiền Giang thì thương lái đang mua với giá đồng từ 3.500 đến 4.000. Mít ở khu vực Tiền Giang thì lúc nào cũng cao hơn những khu vực khác, chứ khu vực Tiền Giang thì tập trung rất là nhiều vào giữa mít. Còn ở khu vực Bình Dương, khu vực Bình Phước, khu vực Đồng Nai, khu vực Vũng Tàu thì mít kem nhất dao động từ 15, kem gớt lớn là 11, kem nhì là 5 và mít kem gớt nhỏ là 5.000. Mít chợ hiện nay khu vực Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu thì thương lái đang mua với mức giá dao động từ 3.000. Còn ở khu vực Tây Nguyên, hiện nay thì mít kem nhất dao động từ 13, kem gớt lớn là 9, kem nhì là 4 và mít kem gớt nhỏ là 4.000. Mít chợ hiện nay ở khu vực Tây Nguyên thì thương lái cũng đang mua với mức giá dao động từ 3.000. Và ngoài ra thì tình hình mít cũng còn chênh lệch tùy theo từng khu vực, tùy theo từng tuyến đường vận chuyển xa hay là gần, mà thương lái mua có thể chênh lệch lên xuống giữa các vườn mít là từ 500 đến 1.000 tùy theo từng nơi, tùy theo từng khu vực khác nhau. Và tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây, xin kính chúc cho toàn thể quý bà con nông dân, quý chị các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý bà con, quý quán anh chị các bạn.